Các bạn thân mến, hôm nay tôi đến đây tôi muốn chia sẻ các bạn về kinh nghiệm điều trị những bệnh lý về viêm phổi. Ở trong viêm phổi có rất nhiều bệnh lý, ví dụ như viêm phế quản, viêm phổi mãn tính, bệnh viêm phổi tắc nghẽn và hen phế quản. Khi các bạn bị bệnh lý này thì cảm giác khó thở, khò khè, đặc biệt vào ban đêm và dịch tiết chảy ra rất nhiều. Chính cái này làm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống, đặc biệt khi khó thở. Thế thì khi mà điều trị thì bệnh nhân rất lo lắng, đã đi đến các cái cơ sở Tây y điều trị, chủ yếu là đến các cái phòng mạch hay đến cái bệnh viện. Thì bản thân chúng tôi là những bác sĩ Tây y, khi điều trị những bệnh nhân như các bạn thì chúng tôi kê những cái thuốc giãn thở phế quản này, chống viêm này, kháng sinh này, và ngoài ra các vitamin và các yếu tố chất khoáng khác nữa. Thế nhưng mà tất cả các cái thuốc mà chúng tôi kê cho bệnh nhân thì chỉ cần thời gian sau bệnh nhân sẽ đỡ, khó thở đỡ, khạc đờm đỡ, nhưng mà các triệu chứng sẽ tái phát lại rất nhanh, chỉ trong vòng độ khoảng 1 tháng sau, hoặc khi có điều kiện thay đổi thời tiết, hoặc là khi cơ thể yếu mệt thì nó lại tái phát rất nhanh. Vậy giải pháp nào giúp cho vượt qua được cái tình trạng này mà ta không phải dùng lại cái thuốc Tây nữa? Bởi vì dùng thuốc Tây nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Bởi vì các bạn biết là uống thuốc Tây y chủ yếu là kháng sinh, tôi muốn nói cái dòng kháng sinh, và có tác dụng diệt khuẩn và kìm khuẩn. Khi vào ruột thì sẽ thải ra thận và gan, làm ảnh hưởng rối loạn chức năng gan thận. Ngoài ra khi vào ruột thì nó diệt hết tất cả các cái vi khuẩn lợi cũng như vi khuẩn có hại. Nó làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể, mà 90% cái sức đề kháng hay là hệ miễn dịch của cơ thể được sản xuất ở ruột. Vì vậy, nên dùng kháng sinh kéo dài hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe bệnh nhân. Một giải pháp đã đặt đề ra mà chúng tôi cũng như là cứu cánh cho bác sĩ Tây y chúng tôi muốn bệnh nhân nghĩ sang một cái hướng là dùng thảo dược. Hiện nay thì chúng tôi thấy có một cái sản phẩm gọi là bổ phổi ích phế đan. Bổ phổi ích phế đan là một sản phẩm vô cùng tốt cho những bệnh lý bệnh phổi. Và đặc biệt là nó đến hoàn toàn từ thiên nhiên, được sản xuất theo quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế và được cấp phép của Bộ Y tế. Vì vậy, trên tôi thấy là sản phẩm bổ phổi ích phế đan thực sự rất tốt cho những bệnh nhân bệnh lý về viêm phổi. Tuy nhiên thì những bệnh nhân bị bệnh phổi thì đều có những triệu chứng khác, ví dụ như bệnh dạ dày này, bệnh huyết áp này, rồi là các bệnh gan này, bệnh thận vân vân. Tuy nhiên thì các bạn có thể yên tâm dùng bổ phổi ích phế đan, không có tác dụng phụ, và ngoài ra cũng có thể cùng dùng các cái thuốc mà điều trị các bệnh lý nền của các bạn. Chỉ cần cách nhau được khoảng 30 phút thì tác dụng rất tốt. Thì trong quá trình theo dõi và điều trị thì chúng tôi thấy là cái tiến triển của bệnh nhân dùng bổ phổi ích phế đan có tiến triển rất rõ rệt. Chỉ cần dùng sau độ khoảng 1-2 tháng thì các triệu chứng giảm dần và đỡ hẳn. Và đặc biệt là dùng 3-4 tháng thì các triệu chứng giảm dần và có thể hết hẳn. Vì vậy, bổ phổi ích phế đan đúng là một cứu cánh, là một cái thực sự phương pháp điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân viêm phổi và viêm phế quản cũng như viêm phổi tắc nghẽn. Với những bệnh nhân có bệnh lý về viêm phổi do nhiều nguyên nhân gây ra, có thể các bạn bị viêm xoang, có thể bạn bị viêm mũi dị ứng, có thể bạn bị hen phế quản, và thậm chí là ở những bệnh nhân mà hút thuốc lá lâu năm, ở những người trên 40 tuổi thì cái bệnh viêm phổi tắc nghẽn hay xảy ra. Nếu mà bệnh nhân không được điều trị kịp thời và bệnh cứ tái phát đi tái phát lại nhiều lần thì có những biến chứng hiểm nghèo có thể xảy ra, ví dụ như giãn phế quản này, rồi là tràn khí phế quản, tràn khí và tràn dịch trung thất này, và thậm chí là ung thư phổi. Các bạn chú ý điều trị căn bệnh này một cách cẩn thận, bằng cách tức là tư vấn bác sĩ thường xuyên, uống thuốc thường xuyên để căn bệnh mình không bị tái phát và không bị những biến chứng hiểm nghèo. Mong rằng các bạn hãy chú ý để điều trị bệnh lý của mình để thoát khỏi căn bệnh quái ác này. Xin cảm ơn các bạn.